To gan. Con còn dám nhắc tới đứa con gái hoang dã đó với ta sao? Mẹ, cho dù nàng có lại thì cũng là người mà con yêu. Nói như vậy, con đến thay cô ta cầu xin. Mẹ, con cầu xin người vì con mà tha cho nàng. Cô ta là đứa con gái thôn quê thô lỗ, to gan che trời, giả mạo thiên kim tiểu thư của nhà họ Giang gả vào trong phủ, phạm vào nghịch thiên đại tội. Con còn vì cô ta mà cầu xin, con còn muốn bao che sao? Mẹ, tình cảm con dành cho Kỳ Lân vẫn chắc không thể lung lay được. Cho dù nàng là thiên kim tiểu thư cũng được, nữ dân bình dân cũng được, con đều không quan tâm nữa rồi. Ta ngậm đắng nuốt cay 20 năm, vậy mà lại nuôi dưỡng một kẻ vong ân bội nghĩa vì một đứa con gái không rõ lai lịch. Không chỉ tới sinh mạng của mình cũng không cần, mà còn mẫu thân cùng toàn bộ kim phủ, tính mạng của bao nhiêu người đặt lên trên miệng lửa. Con tự mình nghĩ thử xem, con như vậy có xứng với mẫu thân không? Con như vậy có xứng đáng làm con của Kim gia hay không? Mẹ, con không thể để cho nàng chết. Cô ta tự tạo nghiệp, không thể sống. Con đã thề rồi, con phải bảo vệ nàng. Đời này kiếp này đều cùng nàng trải qua, con sẽ không rời xa nàng. Con có còn là Kim Nguyên Bảo, có còn là con trai của ta nữa không? Giờ này phút này, con vẫn thật sự hy vọng bản thân mình không phải là Kim Nguyên Bảo. Con hy vọng mình là một thường dân. Con phải cùng nàng đồng sinh cộng tử. Điều này là không thể, trừ khi ta chết rồi. Mẹ, chuyện Giang Hiểu Nguyên đào hôn, Ngọc Kỳ Lân gả nhầm, con sau này si tình rồi. Điều tại con không tốt là con sau này yêu nàng, bởi vậy con mới giấu người, lừa dối người. Tất cả mọi chuyện con đều nguyện một mình gánh vác. Con gánh vác một mình, đây là khi quân đại tội, con gánh vác nổi không đây? Mẹ, con cầu xin người tha cho Kỳ Lân, tha cho Hiểu Huyên. Bây giờ chỉ có để hai người họ với chuyện xấu hổ này tan biến như mây khói mới cứu nổi Kim gia, mới cứu nổi con. Con có hiểu không? Mẹ, chúng ta phải hy sinh tính mạng của hai người họ mới bảo vệ được Kim gia chúng ta sao? Chuyện này không cần tới con. A Quý, đưa thiếu gia về. Không có lệnh của ta, không được để nó ra ngoài. Dân phu nhân. Mẹ, con xin người tha cho hai người họ. Dẫn đi. Mẹ, mẹ, mẹ. Hành động cẩn thận, đừng làm bị thương người. Rõ. Dân. Thỉnh an thiếu gia, mở cửa. Phu nhân dặn dò rồi, không có lệnh của người, không ai được phép ra vào. Ta phụng lệnh của mẫu thân ta, tới đưa thiếu phu nhân và Tuyết Nhi cô nương đến chỗ mẫu thân ta. Thiếu gia chờ một chút, chúng tôi đi hỏi lão phu nhân ngay. Nguyên Bảo, chúng ta đi. Nào, đứng lại, đứng lại đó, không được chạy, đứng lại. Chúng ta đi, không. Tránh ra. Thiếu gia, lệnh của phu nhân, tôi không dám làm trái. Bảo ngươi lui ra. Lệnh của phu nhân, không cho phép thiếu gia đem phạm nhân đi. Các ngươi ra tay cẩn thận một chút, làm mất một cọng lông nào của thiếu gia, bao nhiêu cái đầu cũng không giữ lại được. Bắt lấy. Dân. Đi mau.
Đi, Vương Cường, Triệu Tân, đi mau. Dân, đuổi theo. Đứng lại. Thiếu gia, đừng kích động như vậy. Có điều gì thì có thể từ từ nói với phu nhân. Đây là chuyện giữa hai mẹ con ta, không liên quan gì tới ngươi. Biết điều thì tránh ra cho ta. Lệnh của phu nhân không thể làm trái. Ngài đừng làm khó ta. Ta bảo ngươi lui ra, trách nhiệm phải làm tròn. Lại hết cho ta. Ai dám? Còn đứng đó làm gì nữa? Mẹ, cầu xin người cho bọn con đường sống. Con đã từng thề phải cùng Kỳ Lân sống chết đồng lòng. Nếu nàng có mệnh hệ gì, con cũng không thể tiếp tục sống được nữa. Chuyện hôm nay không phải là lỗi của mình Kỳ Lân. Con sẽ tấu lên Thái Hậu. Kim Nguyên bảo con cũng phải chịu trách nhiệm này. Là con yêu nàng rồi. Tấu lên Thái Hậu. Nguyên Bảo, con đem tính mạng của con, đem an nguy của cả Kim gia ra uy hiếp mẫu thân của con sao? Mẹ, mạng của con là do nàng cứu, sớm đã không còn là của con nữa rồi. Nguyên Bảo, con thật sự nguyện vì người con gái đó mà chết. Con tình nguyện. Ta thả con đi, nhưng chỉ cần con bước ra khỏi cánh cửa này thì con không còn là con của ta nữa. Ta cũng không còn là mẹ của con nữa. Tránh đường. Mau lên xe. Nào, đi thôi. Trường Phong, Trường Phong, con mau quay lại. Mau quay lại đây. Trường Phong, Trường Phong, quay lại đây mau. Trường Phong, Trường Phong, con mau quay lại đây. Trường Phong. Trường Phong, mau quay lại đây. Đêm nay các người vất vả rồi, chúng ta tìm một nơi nghỉ ngơi một chút. Đi tìm cái gì ăn đi. Dân, đừng buồn nữa. Chuyện gì cũng có cách giải quyết.
Ta vẫn nhớ trước đây nàng từng hỏi ta, nàng và mẫu thân ta chọn ngay. Lúc đó ta cảm thấy câu hỏi của nàng rất mơ hồ. Không ngờ bây giờ sự thật diễn ra rồi. Tại sao chọn ta? Ta không thể mở to mắt nhìn nàng chết. Phía mẫu thân ta, ta có thể tìm phương án giải quyết. Chàng rất buồn đúng không? Dùng lời của Nguyên Bảo để nói, nếu không có giường ngọc, chăn gấm và gối trầm hương, chàng sẽ không có cách nào mà ngủ được. Nhưng bây giờ ở chốn rừng quan nguy hiểm, vậy mà chàng có thể ngủ ngon như thế, xem ra thật sự rất mệt rồi. Nguyên Bảo chưa bao giờ chịu khổ như thế này. Trường Phong từ nhỏ lớn lên trong sự bảo bọc của Kim Phủ, cũng có lúc nào phải chịu khổ như thế này đâu. Tội nghiệp hai người họ, từ nay phải cùng chúng ta lưu vong khắp chốn rồi. Nguyên Bảo trong lòng chắc chắn rất đau khổ. Chàng rất yêu và sùng bái mẫu thân mình. Thế nhưng bây giờ vì ta mà từ bỏ mẫu thân của chàng, điều này đối với việc từ bỏ khúc thịt trên người của chàng có gì khác nhau chứ? Là ta ép chàng đi đến bước này. Trường Phong là người trọng tình trọng nghĩa, bây giờ bị ép từ bỏ mẫu thân. Ta tin rằng trong lòng chàng rất đau khổ. Ta nhớ Nguyên Bảo từng nói với ta, chí hướng lớn nhất đời này của chàng là làm một bổ khoái. Nhưng bây giờ vì ta, đến cả làm bổ khoái cũng không thành rồi. Tỷ nói xem có phải ta ích kỷ quá rồi không? Là chúng ta, là chúng ta hại Nguyên Bảo không được làm bổ khoái, hại Trường Phong không được làm đại phu, làm một đại phu tốt. Đây là tâm nguyện cả đời của Trường Phong. Bây giờ ta cuối cùng cũng đã hiểu mẫu thân ta vì sao không chịu nhận chàng. Mẫu thân ta sợ hủy hoại cuộc đời chàng. Ta và mẹ ta đều yêu Nguyên Bảo, nhưng mà bây giờ bởi vì gì yêu mà thành hại chàng. Đúng thế, chúng ta không thể ích kỷ như thế. Có lẽ rời xa bọn họ mới thực sự là tốt đối với họ. Nam tử hán đại trượng phu không chỉ cần có tình yêu mà còn cần người thân, có sự nghiệp. Ta nghĩ đến lúc chúng ta nên rời đi rồi. Nhưng trong lòng ta rất buồn, như kim đâm trong lòng. Ta cũng vậy, cũng buồn như vậy. Hiểu Huyên đâu rồi? Hiểu Huyên, Hiểu Huyên đâu rồi? Kỳ Lân, Hiểu Huyên, Kỳ Lân, Hiểu Huyên, Kỳ Lân. Thư bọn họ để lại. Bọn ta đã đi rồi.
Hai người phải bảo trọng, không cần lo cho bọn ta, bọn ta có thể lo cho bản thân mình. Hai người mau quay về bên mẫu thân đi. Bọn họ làm vậy là muốn làm gì đây? Họ chắc chắn tới núi Nga Mi rồi, xe ngựa vẫn còn đây, chắc vẫn chưa đi xa đâu. Chúng ta mau đuổi theo. Cô nói không sai, quả nhiên tới núi Nga Mi tìm chúng ta rồi. Họ không tìm ra chúng ta sẽ không chịu về Kim Phủ. Vậy giờ chúng ta phải làm sao? Chúng ta âm thầm theo sau bọn họ. Lần trước hồi môn, trên đường có rất nhiều người muốn hại Nguyên Bảo. Mặc dù chàng rất thông minh nhưng không biết võ công, thật sự ta không yên tâm. Ta cũng không yên tâm về Trường Phong. Vậy thì ở xa xa theo dõi bọn họ, nhìn thấy bóng dáng Trường Phong cũng tốt. Đi. Chủ nhân đã dặn dò, hôm nay nhất định phải giết được Kim Nguyên Bảo. Hiểu Huyên, Hiểu Huyên, bất luận xảy ra chuyện gì, cô cũng không được ra ngoài. Ra ngoài chính là thêm loạn, biết chưa? Được. Được, ta đi cứu bọn họ. Cẩn thận đó. Trường Phong, chạy mau. Ta không đi. Phải đi thì cùng đi. Trường Phong, Trường Phong, Hiểu Huyên, nàng không sao chứ? Không sao. Nguyên Bảo, đi, đi mau. Dù rồi nguy hiểm quá, cũng mà nội bộ họ đánh nhau, nếu không chúng ta chết chắc rồi. Không đúng, bọn họ là hai nhóm người. Cái gì? Một bọn là muốn giết ta, nhóm người còn lại là muốn bảo vệ ta. Là ai bảo vệ chàng? Là người của Kim Phủ.
mẫu thân chàng vẫn không bỏ rơi chàng. Hay là chàng quay về đi. Cũng may nàng quay lại rồi, nếu không dù phải đuổi tới tận cùng trời cuối đất, ta cũng đuổi theo nàng. Ta không thể bỏ rơi nàng. Nàng Nguyên Bảo, xin lỗi nha. Đều là tại ta mới khiến chàng rời xa mẫu thân, rời xa Kim Phủ. Trong lòng của ta thật sự không thoải mái. Chàng hãy quay về đi. Ta đã ra quyết định rồi thì sẽ không hối hận đâu. Chàng có thể nói với bọn họ là ta khống chế chàng, cho dù sau này sự việc bại lộ cũng không liên quan tới Kim Phủ. Nếu không thì ta đã là đứa con bất hiếu, không lẽ nàng muốn ta là người phụ bạc nữa sao? Không cần phải nói nữa đâu, chỉ cần có ta, ta sẽ không để bất cứ ai làm hại nàng. Lui ra đi. Rõ. Mẫu thân, người vẫn không bằng lòng bỏ qua cho cô ấy sao? Lẽ nào người muốn cô ấy phải chết? Mẫu thân, mọi chuyện đều do con mà ra. Phải giết phải đánh đều nhằm vào con đi. Giang Hiểu Quyên cô ấy vô tội, cầu xin người chấp nhận. Lại bắt đầu giả vờ vô tội rồi. Lại có thể vì bằng hữu mà hai sừng cắm dao quay phong lẫm liệt. Chẳng trách khiến cho Nguyên Bảo nhà ta bị mê hoặc chết người. Mẫu thân, người nhất định phải đuổi cùng giết tận sao? Lúc rời khỏi Kim Phủ con đã nói con và Kỳ Lân sẽ cùng nhau sống chết. Nếu như phải giết Kỳ Lân, chỉ bằng mẫu thân giết con trước đi. Ta không muốn chàng phải chết. Chàng nên cùng mẫu thân quay về đi. Mẹ con đoàn tụ, sống tốt qua ngày. Nàng chết rồi, ta cũng không muốn sống một mình đâu. Ta nói là phải giết ai chứ? Sao lại vội vàng muốn sống muốn chết rồi? Nguyên Bảo, con là con trai của ta, ta là mẫu thân của con. Con cái có thể không màng cha mẹ rời xa gia đình, nhưng ta là mẹ của con, chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ rơi con. Từ ngày con rời khỏi Kim Phủ thì đã không còn bất cứ quan hệ gì với Kim Phủ. Cho dù con đã nói những gì, con mãi mãi là con trai của ta. Ta mãi mãi là mẫu thân của con. Bây giờ thì ta muốn đưa con trở về nhà. Chàng cùng mẫu thân quay về đi. Ta đã thề rồi, ta với nàng cùng sống cùng chết, nhất định không rời xa. Ta không bắt hai đứa con tách ra đâu. Đem cô ấy theo cùng đi. Mẫu thân muốn Kỳ Lân quay về. Người muốn Kỳ Lân quay về tức là chết. Kinh thành tai mắt khắp nơi, biết bao nhiêu người muốn hại nàng ấy. Kỳ Lân không thể quay về đâu. Cửa của Kim Phủ còn đang treo bức hoàng thái hậu ban tặng, phủ đại tướng quân thánh thượng ban cho còn nguyên như vậy, ai dám tùy tiện vào bắt người chứ? Vẫn là Nguyên Bảo con không tin tưởng mẫu thân, là con bất hiếu. Con không muốn Kỳ Lân gặp bất cứ nguy hiểm nào đâu, đề phòng từ trước. Nguyên Bảo, đừng nói chuyện với mẫu thân như vậy. Hai người các con đã phạm phải tội khi quân, tưởng là vẫn còn chốn chung thân sao? Trời cao đất rộng, con và Kỳ Lân kiểu gì cũng sẽ có chỗ trú. Xuất thiên chi hạ, mạc phi dương thổ, thái hậu triệu kiến phu thê các con, các con sao có thể không đi? Nếu không đi, việc gả thay chắc chắn sẽ bại lộ. Tới lúc đó thì đúng là chết không đất chôn. Mẫu thân, người tới tìm con là muốn bọn con quay về gặp thái hậu sao? Thái hậu muốn triệu kiến, ai dám không gặp? Vậy thì sau đó giao Kỳ Lân cho thái hậu, tất cả mọi chuyện đều đổ lên đầu nàng ấy sao?
dùng mạng của Kỳ Lân đổi lấy an nguy của Kim Phủ, như vậy có đúng hay không? Thái độ của con đã rất rõ ràng, và con đã hạ quyết tâm nhất định sẽ cùng Kỳ Lân cùng sống cùng chết. Người nói gì cũng không có tác dụng đâu. Con tại sao lại không tin tưởng mẫu thân? Ta nếu như thật sự muốn tố cáo Kỳ Lân thì sớm đã tố cáo rồi, cần gì phải phí công phí sức tới tìm các con chứ? Mẫu thân muốn cùng hai người các con giữ kín bí mật này, cùng nhau vượt qua cửa ải lần này. Mẫu thân, người đang nói bắt đầu từ bây giờ chúng ta là người trên cùng một thuyền, cùng sống cùng chết chung hoạn nạn. Chúng ta chỉ có thể cùng nhau giữ bí mật này mới giữ được bình an cho tất cả mọi người. Người là muốn cùng bọn con giấu thái hậu sao? Mẫu thân, nhưng đây là tội khi quân. Đúng, nha đầu nào, cô đã phạm phải tội khi quân. Thế nhưng con trai của ta lại muốn cùng cô cùng sống cùng chết. Ta đây, nếu như mất đi đứa con trai này, ta sống tiếp còn ý nghĩa gì nữa không? Địa vị oai phong, vinh hoa phú quý, tất cả mọi thứ, nếu như không còn con trai của ta, có còn ý nghĩa gì nữa chứ? Nguyên Bảo, chỉ cần các con vẫn còn sống, chỉ cần các con vui, Mẫu thân sẽ làm mọi cách. Mẫu thân bây giờ chỉ có một thỉnh cầu thôi. Mẫu thân, xin các con quay về đi. Sau này đừng rời xa ta nữa. Mẫu thân, người làm gì vậy? Con đứng lên đi. Nếu con không đồng ý, ta sẽ không đứng lên. Mẫu thân, Con đồng ý. Từ giờ trở đi, con sẽ không phụ lòng người nữa. Con cũng sẽ không rời xa người nữa, cũng sẽ không để người rơi một giọt lệ nào. Nếu con vi phạm, không cần nói nữa đâu. Con có thể cùng ta quay về. Trong lòng ta đã vui lắm rồi. Kỳ Lân, mẫu thân tha thứ cho chúng ta, con không mau tạ ơn đi. Đa tạ mẫu thân. Không cần đâu. Tất cả những điều này đều là vì con trai của ta. Mẫu thân, con đỡ người. Nào, thiếu gia và thiếu phu nhân quay về rồi. Phu nhân cũng về rồi. Kể từ khi ta rời khỏi nhà, chưa từng nghĩ vẫn có ngày quay trở về. Ta còn tưởng sẽ không bao giờ quay về được nữa. Ta thật sự không ngờ mẫu thân của chàng vì chàng mà nguyện đem chuyện này giấu đi. Cái gì mà mẫu thân của ta? Đó là mẫu thân của chúng ta. Mẫu thân của ta vì ta có thể hy sinh bản thân. Sao vậy? Không sao hết. Ta nhìn thấy hai mẹ con chàng đoàn tụ, trong lòng của ta cảm thấy rất vui. Kỳ Lân, mẫu thân vì chúng ta đã làm nhiều chuyện như vậy. Từ nay về sau, ta hy vọng nàng và ta cùng báo hiếu mẫu thân, chăm sóc cho người, có được không?
Kim Liễu Thị khấu kiến Thái Hậu. Thần Kim Nguyên Bảo cùng thê tử Kim Giang Thị khấu kiến Thái Hậu. Bình thân, tạ ơn Thái Hậu, tạ ơn Thái Hậu. Hiểu Quyên gần đây là chân bị đau, không dám quỳ lâu, mong Thái Hậu thứ tội. Có nghiêm trọng không? Có cần mời ngự y tới chữa trị hay không? Đa tạ Thái Hậu quan tâm. Thực ra cũng không có gì nghiêm trọng, do thần phạt nàng ấy quỳ trước lễ đường lâu quá. Ban ngồi. Đa tạ Thái Hậu. Kim Nguyên Bảo, ngươi muốn tự thê, làm ầm ĩ xôn xao. Không biết ngươi vì sao muốn phá bỏ Kim Ngọc Lương Duyên Ai Gia ban tặng. Nói ra đi, Ai Gia sẽ giúp ngươi phân xử. Giang Gia có tiếng trong việc giáo dục nghiêm khắc. Nữ nhân Giang Gia, ai ai cũng đều có trí thức, hiểu lễ nghĩa. Ai Gia cũng là vì nhắm trúng Giang Hiểu Quyên, ôn hòa hiền thục, mới đặc biệt ban hôn. Người đã muốn tự thê, phải chăng là Giang Hiểu Quyên đã phạm phải lỗi lớn gì sao? Cô ta có gì sai thì ngươi cứ nói thẳng đi. Bẩm Thái Hậu, thực ra Giang Hiểu Quyên cũng không có gì quá đáng, đều tại Nguyên Bảo trẻ người non dạ, nóng giận tức thời nên cãi nhau mấy câu với cô ấy, tạo nên việc tự thê ngu ngốc. Mong Thái Hậu tha tội. Đúng vậy đó Thái Hậu, hai đứa chúng nó cãi nhau, chuyện nhỏ đều thành chuyện lớn. Cãi nhau thì cãi nhau, phu thê cãi nhau, đầu giường cãi nhau cuối giường quà, đây là chuyện bình thường. Nhưng mà ngươi chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà làm ra chuyện ồn ả như vậy, còn ra thể thống gì nữa chứ? Kim Nguyên Bảo, ban đầu người ôm Hiểu Quyên sắp chết tới xin thuốc là ngươi, hôm nay muốn tự thê vẫn là ngươi. Hôn nhân đại sự sao có thể như trò trẻ con chứ? Trên triều đình thì có vài kẻ hy vọng Kim Giang hai nhà đoạn tuyệt, ngươi lại cứ tạo ra chuyện ngu ngốc, làm cho người thân đau lòng, khiến kẻ thù vui. Cái này không phải là đánh trúng vào lòng dạ của những kẻ đó sao? Nguyên Bảo biết tội. Như Nguyệt, có Thái tử mặc dù đã cai quản đất nước, nhưng chưa giờ phút lên ngôi, chuyện gì cũng không thể chắc chắn. Mấy năm gần đây, nhị hoàng tử chê cánh gia tăng, lại chiếm được yêu quý của thánh thượng, chuyện lập người thừa kế, hoàng thượng vẫn rất do dự. Tuy rằng phế trưởng lập thứ là chuyện đại kỵ, nhưng mà trước đây không phải là chưa từng xảy ra. Ai Gia cũng đã già rồi, càng ngày càng không còn sức nữa. Chuyện của con cháu muốn quản cũng không quản nổi nữa. Nhị hoàng tử là người thấu đáo, tai mắt ở khắp triều đình. Các người nếu làm sai chuyện gì khiến cho nhị hoàng tử nắm được thớp, đến lúc đó Ai Gia sẽ không cứu nổi các người đâu. Đa tạ Thái Hậu đã dạy dỗ. Ai Gia biết bao nhiêu năm nay người đồn đốc Kim Phủ, trông coi kho quân khí, tận tâm tận lực, nhưng cuối cùng cũng có lúc già đi, người cũng phải đem gia nghiệp giao lại cho đời sau. Kim Nguyên Bảo, ngươi là con trai duy nhất của Kim gia, hy vọng và tương lai của Kim gia tất cả đều đặt vào ngươi. Mẫu thân ngươi gửi gắm hy vọng vào ngươi, chỉ mong ngươi đừng khiến cho Ai Gia phải thất vọng. Đa tạ Thái Hậu chỉ bảo. Nguyên Bảo nhất định không phụ Thái Hậu kỳ vọng. Giang Hiểu Quyên, dạ có. Người thân là thiên kim tướng phủ, gả vào Kim gia,
Ít ra ngươi cũng phải hiếu đạo dưỡng phụ ích tử. Nếu như mà ngươi không tuân thủ quy tắc của Kim gia, nhẹ thì quý quại danh tiếng của Giang gia các ngươi, còn nặng thì quý quại đại sự của Kim gia. Cái này dựa vào một tên tiểu nữ như ngươi có thể gánh vác được hay không? Ta thân phụ đã biết. Bình thân đi. Tạ ơn Thái Hậu.